nhìn ma khảo. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục học phần tiếp theo của bài 3. Tỷ san cửa. Tỷ san cửa. Tỷ san cửa. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại to và rõ từ bưu điện. Yếu chí. Yếu. Yếu. 局局邮局邮局，你步电去邮局去邮局？你不电不？你去邮局吗？

đi 点去邮局。去邮局，g ử 寄信。寄信。đ 去邮局寄信。 去邮局寄信。bạn đi bưu điện gửi thư không？你去邮局寄信吗？你去邮局寄信吗？Không đi。不去。 bố Bây giờ là từ ngân hàng. Yến kháng. Yến. Yến. Kháng. Kháng. Yến kháng. Yến kháng. Đi ngân hàng. đi ngân hàng, đi hàng. Ví sao hãy nghe phản và nhắc lại to và rõ cách nói rút tiền, Chuyển tiền, Chuyển Chuyển tiền, tiền, Chuyển tiền truy đi ngân hàng rút tiền, đi ngân hàng rút tiền không, tiền tiền đi ngân hàng rút tiền không, tiền tiền 去银行取钱吗？还 hỏi lại bạn đi bưu điện gửi thư không？你去邮局寄信吗？你去邮局寄信吗？Không đi，不去。 đi ngân hàng rút tiền, đi ngân hàng rút tiền, đi ngân hàng rút tiền, Bây giờ là từ ngày mai. Mình thiên. Mình. Mình. Thiên. 明天、明天、明天、你卖力明天去、去明天去、去你卖空明明天、不去 minh thiên buổi chuyển ngày mai rất bận minh thiên khẩn máng minh thiên khẩn máng hãy nghe phải nhắc lại từ gặp kiện kiện ngày mai gặp minh thiên kiện Minh Thiên triển, Với nghĩa hẹn mai gặp lại. Hãy hỏi lại bạn đi bưu điện gửi thư không? Mình đi bưu không? đi đi ngân hàng rút tiền 不去，去银行取钱。不去，去银行取钱。卖个不赖。明天见。明天见。bây giờ hãy nghe p h v i nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. tiếng trung không khó lắm, Hải ủy không thải nán. Học tiếng Anh. không y ủy. Đúng, đi Bắc Kinh. Đúng, đi Bắc Kinh.